Ôi giống ơi, tao lại đến mày làm đồ cho mẹo như vậy. Khổ thân tao này. Xem bà ngủ hay không vậy? Bà đang ngủ. À, chà, chà, chà. Thầy, dán đâu đây? Dán đi, dán đi. Cẩn thận đấy, cẩn thận không bà dậy đấy. Chú này chắc thôi đấy. Bà trông như một dân chơi. Điện thoại chụp tí cho anh Facebook. Gọi bà dậy, thôi gọi, gọi bà dậy đi, gọi bà. Bà ơi, bà. Ông ngủ say quá vậy? Dậy bà ơi! Bà ơi! Sao bà ngủ đây vậy? Ôi trời ơi! Tay bà! Ông bà ơi! Gì vậy quân? Tay bà sao mà đâu vậy? Đẹp quá vậy? Ôi trời ơi! Đến đây này! Ôi! Chủ hai thằng thôi! Chủ hai thằng mày! Sao? Cháu làm sao mà? Chủ hai thằng mày nhỉ? Cháu làm sao đâu? Chủ hai thằng mày không quay tao ngủ không sao lúc tiêu sao? Ôi trời ơi! Bà xăm gì đẹp quá vậy? Mẹ mày! Ôi! Cái gì kìa? Chạy. Ôi, cháu có xăm mà cho bà đâu? Cháu có xăm đâu? Cháu có xăm cho bà đâu? Cháu có xăm cho bà đâu? Cháu có xăm cho bà đâu?
Ba ba đi xăm ở đâu chứ? Xăm đâu? Chết tao rồi, khổ thân tao rồi. Cháu có xăm đâu, ba xăm ở đâu, nhưng mà bà bảo cho cháu. Cháu vào thấy ba ngủ gọi bà dậy à? Nhá, cháu có xăm đâu. Không biết mẹ mày đi về đi. Cốc của cháu nó xong cái cốc đến là này, bài ngủ ra nó xăm này. Thằng tao chưa này ông. Ông này nó xăm này đi chợ bố đi bà đi. Ông ơi, đâu có xăm đâu, bà đuổi cháu. Bà cháu đi xăm ở đâu xong là bà cháu có xăm. Chỉ có hai đứa mà tôi làm ngủ. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời cạnh làm sao được. Bà đúng là dân chơi. Bà cháu bây giờ thành Tam Mao rồi. Bà cháu giờ Tam Mao rồi. Hai đứa nó đấy nhá. Rồi đi giết chết thịt cho tôi này. Hai đứa này. Chết tôi rồi bà ông ơi. Sao vậy? Thôi cứ đợi đi em đẹp cô. Này quay xuống chùa. Mà đi chùa. Khổ thân tôi. Mai bà đi chợ người ta thấy này người ta mua hàng cho bà luôn. Ôi trời ơi. Khổ thân tôi chưa này. Đấy bà đúng là dân chơi rồi. Bà đúng là dân chơi bà. Ngộ không nghĩ ôi. Bà xăm ngộ không à. Ôi không sợ trời không sợ đất luôn. Ôi giời. Còn lâu mới đi. Ông trông này. Chết con này làm sao rồi tôi tưởng là cái gì. Đấy. Ôi. Bà đi đâu vậy? Đi rửa đi bà rửa tao. Xăm mày rửa sao bà? Đi vào. Bà vụt chết đấy. Ông này cháu không xăm đâu ạ. Thì cháu biết gì đâu. Cháu đi chứ. Cháu đi mới dán cái chỗ chịch. Nhưng mà bà đánh như sao? Bà không đánh mà đuổi ra được thanh niên mà sợ. Mà đi đâu rồi? Đâu rồi? Xem bà làm gì? Bà đã bao dạ. Ôi trời ơi, chúng mày làm phải chết tao đây. Bà làm gì vậy? Sống với tao, anh để tôi làm tổ trộm mẹo như vậy. Khổ thân tao này. Bà lấy môi, bà lấy môi vào cả này. Đi này. Nào đi này, đi chợ đi mua. Bố tao với anh, con cháu đúng là mảnh mày thật. Cứ thầy cứ nào đây này. Đây, nào. Đi không mà? Không đi. Cơ lấy môi lại cả cho bà. Cháu có biết đi đâu, cháu ra là thấy bà đi. Chúng mày nghịch chết này đến đây đó. Bà cháu nghịch đâu, bà sao mà chứ. Bà cháu tớ nạn mà cháu tớ nhập tớ nằm tớ ngủ mà không thấy gì. Ôi mà đi chứ. Ôi, từ mai bà không phải đi chợ nữa, bà đi đòi nợ thuê cho cháu. Ôi trời ơi. Đây. Ôi, này. Ôi. Chúng mày làm cái trò này. Bà đúng là chất chơi bà. Bà này. Bà này. Cháu làm đâu, cháu. Bà còn dân chơi hơn mày. Mọi người thấy bà này xong bây giờ. Ôi bà ơi. Bà đi đòi nợ thuê đi. Chúng mày làm bài gì nếu không đi thì làm sao? Thì xăm rồi nó có đi đâu bà. Hả? Đây bà xăm ngộ không mày. Mọi người thấy bà mình chất không? Quá chất luôn rồi ngộ không mày. Không sợ trời sợ đất luôn rồi chứ. Thôi chết tao rồi. Cái này. Quả kính của bà đâu, quả kính của bà đâu bà đeo rồi nào. Ôi bà có quả kính đẹp đấy. Giờ bà tính sao? Giờ thì lôi dắt đi cho tao, có đi về nhà tao nơi già rồi mày. Tối nay của bà vậy chết thôi. Cháu đi đâu rồi? Đi cũng đi đấy đi. Mọi người thấy bà mình hay không? Không đi đây này. Thôi đùa bà, cháu dán cái hình dán mà. Kỳ tí là hết mà. Vậy lấy đi cái bà. Thế anh em mình vào trong bà thấy bà đang ngủ, thế là tìm cách chôn bà, dán cái bà hình sao này. Bà buổi bà sợ lắm. Thôi tí bọn cháu cậy cho bà đi. Nên ai giờ xăm bên này đâu bà. Cái được rồi bà. Mọi người nhìn thấy bà mình không? Mà lên bà mình lấy môi mình cạo luôn đấy. Đuổi. Một đời cháu có 6 chẹt gớm luôn. Không nhưng mà đẹp chưa? Mọi người đẹp chất không? Bà khoanh tay lại, bà khoanh tay lại rồi. Bà tự khoanh tay lại rồi. Này bà khoanh mày đi. Bye bye, chào khỏe. Bà khoanh bên này. Cái bà đấy ngủ ngon rồi. Giờ mình đang ngủ chưa? Kính của bà đâu? Kính của bà đằng kia. Thôi nha, bây giờ mình với lại Cường đi kì cái hình này cho bà đây. Không có là kiểu bà đi chợ là không ai mua hàng cho bà chết. Đấy hả? Sao cho mọi người nhá. Cường chợ mua rau cho bà nhá. Mọi người thấy clip của mình hay thì nhớ cho mình một like, một chia sẻ nhá. Và ai có ý tưởng có cái trò gì mà trêu bà mình thì cứ comment nhá. Ok, chào mọi người nhá.
các bạn bấm vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để được xem những clip mới nhất của Hải TV. Chúc mọi người xem clip vui vẻ.